em chạy là nó đỡ đau. Ừ. Bản thân anh cũng thế mà. Hôm nào mà lười chạy tí là cái cổ nó cũng căng, cái lưng nó cũng căng. Chỉ dăm 10 cây thôi, chạy chậm từ từ thôi là nó ok. Tại làm sao mà mọi người cứ bảo thế đau như vậy mà nó đau lưng, đau cột sống như thế mà chạy thì nó chả đau nhiều hơn à? Mọi người cứ nghĩ là như thế đúng không ạ? Nhưng thực ra bản chất khi mình chạy ấy, thì toàn bộ cơ thể của mình, tất cả nhóm gân cơ và xương khớp của mình trên toàn cơ thể mình đều hoạt động. Và khi nó hoạt động rồi thì máu nó đến nuôi dưỡng tất cả những gân cơ nó tốt hơn. Tôi tên là Nguyễn Trọng Thủy, bác sĩ chuyên khoa học thể thao với hơn 15 năm kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Phòng khám của chúng tôi chuyên điều trị những chấn thương, bệnh lý về cơ xương khớp cho tất cả mọi người không dùng thuốc. Lưng cổ với lưng à? Cổ của mình là đau từ bao giờ đấy? Em cổ em thì chắc là do em ngồi nhiều một chỗ. Thế đâm ra là nó hơi bị, bác sĩ cũng có bảo là nó đang bị thoái hóa nhẹ. C3-4-5. C3-4-5. Vâng. Mấy đốt liền. Bị nhẹ nhẹ thế thì thoải em bị nó cả dạng như kiểu nó ấy. Hay bị đau cơ bên trái này. Đặc biệt là bên trái là đau nhiều hơn. Nó có tê xuống tay của mình không? Trước kia thì có một lần nó cũng bị tê mất khoảng mất mấy hôm. Vâng, sau em lên viện làm phù chức năng một đợt thì nó đỡ được khoảng 1 năm. Mà dạo này thì nó hay bị lại. Rồi, càng ngày nó càng bị dày hơn, đúng không? Công việc của em cũng cần phải dùng máy tính điện thoại gì nhiều. Em ngồi ở phòng suốt. Đêm nào sáng ngủ dậy thì sao? Đêm nào sáng ngủ dậy thì cái hiện tượng cứng cổ nó xảy ra. Là nó cũng nhiều hơn đúng không? Xong mình phải hoạt động tí nó mềm mại ra. Lúc thì nó sẽ đỡ. Em cảm thấy nó càng ngày nó càng nặng lên. Đúng rồi. Thì tức là cả một ngày bắt đầu nó hiện tượng nó cứ lúc nào nó trong trạng thái nó hơi mỏi mỏi. Cái cơ lưng của em thì khi thở bị lạnh bắt đầu nó co cứng hai cái vùng cơ ở giữa, co vù ở đây. Thế thì những cái lúc mà nó đau thế em làm gì cho nó? Thi thoảng mà đau thì em một là đi massage cho nó giãn cơ ra, xoa bóp một lúc. Thế thôi, xong thì càng ngày đau càng dày lên đúng không? Đây đâu? Đây đâu? Đây chứ? Căng thẳng đúng không? Đây đâu? Đây đâu? Đây chứ? Đâu? Đây đâu? Đây đâu? Đau luôn. Đau luôn. Đây đâu? Hơi tí. Đây nhé. Đâu? Đây nhé. Hơi đau không? Sâu thì đau. Đây đâu? Đây nhé. Đây nhé. Có đau không? Đây nhé. Đây chưa? Đây chưa? Đây chưa? Đây chưa? Đây chưa? Đây chưa? Em nằm ngửa đây xem cái lưng. Cái lưng của em thì nó có đau xuống chân không? Mông xuống chân thì không? Không, nó đau. Khi mà nó cứng thì nó đau cái đoạn thắt lưng dưới. Thắt lưng dưới. Những lúc nào thì nó sẽ đau? Thường thì em lúc ngủ dậy hoặc là lúc nào em ngồi, nói chung ngồi lạnh thì nó cũng bị. Đây đâu? Đây đâu? Em nằm sấp xuống. Lúc đau nó cứng hai chỗ này đây đó. Hai chỗ cái thăm nó gồ lên đây đó. Nó gồ lên đây, nó đau ở đau hai cái gu này thôi hay là đau nó giữa? Nó đau ở cả này. Đau đoạn này thì đau đây thì nó cứng chỗ này lên thôi chứ đúng không? Chỗ này hai cục thăm này to đấy. Nó đau xuống mông gì không? Ít khi bị xuống mông nhỉ. Nhưng có, tôi đã từng nhỉ. Đây đâu ạ? Đây sao? Đâu? Đây đâu rồi? Đây là 4 năm này. Đây này. Đúng không? Sợ thấy khác luôn. Đây đâu? Đâu à? Đây đâu? Đây sao? Đây đâu rồi? Cứng ngắc như này. Cái lưng này thì em đã làm gì cho nó rồi? Cái lưng này thì em mỗi phục hồi chức năng một lần thôi.
đối với cái cổ với cái vai của em ấy, cả cái cổ với cái vai của em là tại làm sao mà em đau cả cái cổ lẫn cả cái vai ấy? Thì bản chất của nó là ở đây là gì? Bản chất của nó là ở đây là về cái từ cái cột sống cổ, tất cả mọi thứ là từ cái cột sống cổ nó ra mà hết. Chúng ta mà việc là đau cổ hay là thoái hóa cột sống cổ thì chuyện đấy đâu đó thì nó cũng là chuyện bình thường thôi, không ai có thể tránh được cái việc đấy. Và em thấy rằng đây là cái cột sống cổ đây nhá, thì tất cả những dây thần kinh nó đi qua từ lỗ tiếp hợp này. Thì khi mà qua cái quá trình mà nó thoái hóa cái cột sống cổ hay cũng giống như là hay là nó thoát vị đệm cái thứ nó chèn vào dây thần kinh ấy, sẽ làm viêm cho tất cả nhóm cái dây thần kinh đám rối thần kinh cánh tay này. Mà mỗi cái dây cái đám rối thần kinh cánh tay đấy thì nó lại là làm cái nhiệm vụ là chi phối vận động và cảm giác cho những nhóm gân cơ liên quan. Đấy, cụ thể như đây. Thì khi em thấy là tất cả những dây thần kinh đấy thì nó lại đi ở trong cơ và nó vận động chi phối vận động cảm giác cho cái gân cơ này, và khi mà nó bị chèn ép từ trên cái cổ nó xuống này, dẫn đến là nó viêm cái dây thần kinh đấy. Thế sau đó rồi nó lại làm viêm hỏng luôn cả cái nhóm gân cơ này nữa. Và khi nó bị viêm như vậy thì đương nhiên rồi thì tất cả nhóm gân cơ này thì nó lại co cứng lại, cái phản xạ bảo vệ cơ thể mà. Khi mình có bất kỳ một gì tác động của nó thì là bắt đầu nó phải co cứng lại để bảo vệ chính nó. Mà khi nó bảo vệ chính nó như vậy thì nó co bóp cứng lại như vậy, dẫn đến cái việc là máu đến nuôi dưỡng cho cái chính cái cơ đấy nó cũng ít hơn, và cái dây thần kinh thì nó lại càng nhiều hơn. Đấy, cho nên là khi mà cái cơ của mình nó co bóp quá mức dẫn đến cái việc là luôn luôn mình sẽ bị đau, và nó sẽ đau và cứ như vậy, và nó làm cho mình đau tăng lên, rồi là nó viêm nhiều hơn. Đấy, thế chính vì thế cho nên là bây giờ mình muốn làm rời làm biển gì đi nữa thì mình cũng phải được thả lỏng nó ra để cho toàn bộ cái nhóm gân cơ cơ thể của mình ra nó được cân bằng thì nó mới có thể là không đau được. Nhưng mà cái việc là ở từ cái cột sống cổ này nó sẽ không bao giờ nó hết được hoàn toàn nhé, không bao giờ hết, bởi vì cái gì nó thoái hóa là thoái hóa rồi, cái gì nó hỏng là nó hỏng rồi. Thì bây giờ mình chỉ có làm cái nào đấy để làm sao mà cho nó đỡ đau một cách nhiều nhất đó, khoảng cách thứ hai lần đau nó xa nhau ra nhất có thể thôi, và nó chậm lại cái quá trình thoái hóa đấy như vậy thôi, chứ còn nó sẽ không bao giờ là trở lại hết được. Ví dụ kể cả em đau ở vai này, nếu như em chỉ chăm sóc một mình cái vai này không thì nó cũng không hết được, mình phải chăm sóc từ cái cổ nó xuống thì mới ok được. Và thì mỗi một lần thì em được, và kể cả cái lưng của em thì cũng như thế nhá, cột sống cổ và cột sống thắt lưng thì nó cũng giống như thế thôi, do cái vấn đề là thoái hóa thoát vị đệm này các thứ thì nó chèn ép rồi xung quanh nó cứng tất cả những cơ xung quanh lên, đúng không? Khi mà em cảm thấy nó đau thì nó cứng cả cái thăng cơ lưng của mình, đấy đấy, nó co cứng lại. Cho nên mình làm phải làm đủ một cách để làm sao vậy, nó phải thả lỏng ra nhất có thể, chứ không là nếu như để nó lỏng nó cứng ra như vậy dần dần nó sẽ làm hỏng hết cái nọ cái kia xung quanh cái cuộc sống của mình. Có thể khác thì nó ổn định hơn nhỉ. Vì đợt khoảng tháng 5, tháng 6 bên em có tổ chức cái giải chạy. Thì cái đợt đấy em cũng hay chạy cùng cơ quan thì em thấy dịu hẳn, nhưng mà đợt cơ lưng của em nó không bị đau nữa. Thế sau vừa rồi thì có mấy cái chương trình em lại phải tập pickleball cho cơ quan. Thế nên là em cũng dừng chạy lại. Thế từ đợt dừng chạy lại thì nó cũng đau hơn, nhưng không biết là do mùa lạnh nó đau hơn không, hay là do em không chạy nữa, hoặc là chạy thì nó có đỡ được cho cái cơ lưng của em đi không? Em chạy là nó đỡ đau. Vâng. Bản thân anh cũng thế mà. Bản thân anh nói hôm nào mà lười chạy tí là cái cổ nó cũng căng, cái lưng nó cũng căng. Ra chạy coi như là đá đưa nó khoảng dăm chục dăm dăm mười cây. Chục cây thôi. Chỉ dăm 10 cây thôi. Vâng. Chạy chậm từ từ thôi. Vâng. Là nó ok. Tại làm sao mà mọi người cứ bảo thế đau như vậy mà nó đau lưng, đau cột sống như thế mà chạy thì nó chả đau nhiều hơn à? Mọi người cứ nghĩ là như thế đúng không? Vâng. Nhưng thực ra bản chất khi mình chạy ấy, thì toàn bộ cơ thể của mình, tất cả nhóm gân cơ và xương khớp của mình trên toàn cơ thể mình đều hoạt động. Mà khi nó hoạt động rồi thì máu nó đến nuôi dưỡng tất cả những gân cơ nó tốt hơn. Và khi nó được hoạt động như vậy nó sẽ làm cho cả cái gân cơ của chúng ta càng được mạnh khỏe hơn, nó dẻo dai hơn, máu lên nuôi dưỡng nhiều hơn, giúp cho cái việc nó phục hồi được tốt hơn. Mình phải hoạt động thì nó mới đỡ đau được. Như của em thì ngoài vấn đề là hoạt động ra thì thôi bây giờ bắt đầu chuyển thành chạy bộ lại là một này. Cái thứ hai là tập thêm cho một số những nhóm gân cơ ở cái vùng cổ, vùng lưng các thứ cho nó khỏe lên để hỗ trợ cho cái cuộc sống đấy. Đó, khi mà nó khỏe lên rồi thì máu lên nuôi dưỡng nhiều hơn, nó tốt hơn, nó phục hồi cũng nhanh hơn. Thì em có thể vào ngay cái kênh bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy Stamex này. Có rất là nhiều những bài tập từ cổ cho đến lưng, tất cả các thứ ở đây nhá. Cổ lưng ở đây cho ở trong này để tập ở trong bài này thì mình sẽ tập theo đó. Bên cạnh đó nữa thì mình có thể là sử dụng thêm một số dòng thực phẩm chức năng để hỗ trợ cho cái cột sống cổ này. Ví dụ như là glucosamine phối hợp với collagen tiếp 2, rồi là omega 3, rồi là canxi cho nó. Đấy, riêng về cái món này như thế. Và nếu như mà thêm sử dụng thêm cái dòng vitamin nhóm B liều cao ấy thì nó tốt cho cái về cái hệ thần kinh ngoại biên của mình. Tiếp theo nữa là gì, ngoài vấn đề trị liệu á, vấn đề là trị liệu rồi mình tập như vậy đấy, thế sau đó rồi là trị liệu thì gồm như điện xung hồng ngoại siêu âm vi sóng laser massage xung quanh các thứ, lát nữa em sẽ được làm thì em sẽ thấy nó dễ chịu ngay thôi. Đó, và muốn tốt hơn nữa cho cái cột sống cổ của lưng của mình ấy
thì là mình có thể là mình tiêm collagen cho nó là sẽ ok thôi. Đó. Thoải mái không? Sau cái cơ vô tiếc rồi. So với lúc mà anh đến đây mình cảm thấy nó có chịu 10 phần này ạ. Sau khi chơi giờ thì anh cảm thấy nó đỡ khoảng bao nhiêu phần trăm? Dịu khoảng bao nhiêu phần trăm? Lâu hơi không có cảm giác đâu. Êm hơn, thoải mái. Êm hơn. Lâu không cảm thấy thoải mái như này. Thì lúc nào nó trong trạng thái bị tức tức xuống. Vâng, ok. Thế hôm nay em bắn đến đây thôi nhé. Vâng, mình về mình làm sự cố gọi cơ với cả trường hợp này. Mình cũng có thể gọi chứ.